Hello anh em nha, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel của mình. Hôm nay là ngày đầu tuần đấy anh em ạ, đúng là ngày mùng 8 tháng 3 đấy. Nên có một cái code mới mình muốn ăn cùng với anh em đây. Code này chắc là nó cũng như mọi hôm thôi, mọi tuần thôi, không có gì khác cả. Riêng là ngày mùng 8 tháng 3 đặc biệt nên là thay mặt anh em mình chúc chị em ngày càng xinh đẹp, vui vẻ hơn. Đơn giản vậy thôi nhỉ. 8.700 không biết này. Ăn cốt nhanh em nha. Ui, vẫn là những cái cốt cũ này. Cốt thần này xịt lắm. Có gì mới. Không có gì mới làm sắc cả. Không có ăn cốt xong mà đi lang thang lượn lờ đập nhau một tí rồi. Hết cái để chơi rồi. Pin nó muốn trưởng tin vậy. Đồ xong hai đứa dính chocolate thế này chơi bời gì. Mà này khó qua quá, hai thầy trò Babidi bư béo khỏe quá, thêm cả thằng Popovic hay là cái thằng Yapovic hay gì gì, hai cái thằng người thằng béo này. Chú đang trầm trọng. Đây là bên server S29. Server này sang tầm 18 đấy. Xem cái con ác này nó mà nó chỉ lên nữa thôi. Con ác này tích kim cương nên trông nó khá khỏe. Một phá dưới ha, 94-20. Ủa dưỡng hẳn lên luôn. Ủa dưỡng hẳn lên làm sao chứ không đột phá gì. Không có sức sống. Kami à? Kai. Mình đi lấy hơi cay. Xin mình nghĩ mình đủ thế nhỉ. Xin 3 sao, 3 sao, 4 sao. Xin. Xin mình cũng chưa có này.
Nhà sẽ có à bộ đây là bộ môi đây cũng là sẽ có bên này có một cục này thấy thêm vài cục mà à, cục đấy cũng được không ạ? Mở nó xem được cái gì nào. Mô. Ui, ta được hai cục ngang này luôn. Đó như một cục ngang, một cục ngang phải, một cục ngang trái xịn. Có 15%. Tốc 24 bảo kích 1%, bảo kích đến 2,2%. Không ngon nha, không ngon mà mình cục này tôi đang đeo nha. Không ngon thì sao, không ngon thì tăng sao. Công 15% chuẩn luôn, không nói gì. Xuống 14 sao luôn. Này thay bộ cai con này có cái gì thay được không này. Mình có của mình thay được này. Thủ 15% thì né thì đỡ. Tốc thủ của tốc lên được 24 rồi. Hai cục này đều ngon cả. Cái này có tỷ lệ né 0,9 thủ 15%. Thủ 15% tốc né. Hai cục này đều ngon. Thôi lấy cục tốc có 425 à. Rồi lấy cục thủ vào đi. Mình không cách nào đổi nữa không? Cam mê rồi hết rồi. Tốc chính xác bảo kích. Nó của bên dưới này phèn quá. Trong mới còn lát tiếp 4 này trong là phù hơn nhiều bạn tiếp không ấy nha. Trong mình thấy vãi trường. Tại không chưa mấy nhờ vào thì thảo đổi mấy trang bị này. Con này thì cũng chuẩn bị đổi sang con đấy rồi nhỉ. Đó, đổi sang con sale thôi. Nên vậy thôi anh em ơi, còn lắp clip của mình cũng xin lại ở đây thôi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau, bye bye.